Xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube Động Cơ Chạy Thắng 10 Xích nhé. Hotline để mọi người thể đặt hàng là 0974644913 0337019191. Trang web của bên em www.độngcochạy.com. Mọi người có thể đặt hàng trực tiếp qua trang web giúp em ha. Để hôm nay em lên cho mọi người hai lô, một là lô Nam Bãi của Nhật và một lô là toàn bách cư xích thôi. Các bác xem video, các bác cảm thấy ok con nào thì liên hệ trực tiếp hotline của bên em 0974644913 hoặc là Zalo số điện thoại đó luôn nhé, kết nối Zalo thì bên em sẽ test tiếng nổ riêng và quay video cho mọi người xem. Còn riêng về lô lam thì bên em có để mã số thứ tự, giá cả kèm như thông số kỹ thuật của cái lam. Lam đấy tất cả đều lam Nhật bãi. Mọi người xem kỹ video độ dài cái đôi lam như nào thì mọi người cảm thấy phù hợp thì mọi người đặt. Và lưu ý hàng của bên em mua bán thì mọi người vui lòng đặt cọc trước 50.000 nhé. Máy cưa xích thì bên em được tặng kèm cho mọi người thêm 3 món đồ, rũa, buji và tiếp bờ, 3 món phụ kiện. Còn giá trên thì đã bao ship ha. Còn riêng lam thì giá trên mọi người cộng thêm 20.000 tiền ship vào để dùng em ha. Đó, còn 20.000 tiền ship vào. Còn giá thì nó kích thước thì em sẽ vào chi tiết sau. Và đây là lô bách cưa. Lô cưa ở đây thì có những cái thương hiệu hút vào của Nhật, của Thụy Điển. Và đâu là toàn Schindelway, ST của Đức, Makita của Nhật, Linh Tinh của Nhật, hầu như của Nhật rất là nhiều ha. Rồi, bây giờ em sẽ quay review lam trước. Lam thì ký hiệu là L nhé, lô L. L1 thì lam thì em bao cho mọi người là lam không lỗi lầm, chỉ có vụ mất nước sơn thì là nó rõ ràng là trong video rồi. Còn như lam lúc đầu là tinh, mọi thứ là nó không có lỗi ha, xài ngon bình thường. Về nói chung mọi người chỉ việc xài thôi, không cần phải làm gì hết nhá. Riêng lam là bên em bao cho mọi người này, tại vì những cái lam mà kém làm hư thì có bán rẻ đi thì nó mất công mất lòng lắm. Nên em tuyển cho mọi người những cây lam mà không có lỗi lầm gì luôn. Về wrap vô là không ai, với hàng mà tới nơi mọi người nhận là không bao giờ có ai chê gì hết. Không ai chê gì hết, vô là sử dụng về là xài thôi. Mọi người cứ xem video như nào là mọi người mua y chang như vậy. Đầu tiên là con đen L1. Cái đuôi của nó là 12 ly. Tổng độ dài là 32 cm, giá bán là 600.000. Mọi người cứ đông đa hiểu như vậy ha. Thì cái đầu này đầu Latin này. Độ dài đây 53 cm. Mọi người đo cái lam mọi người giống thì mọi người mua ha. Thì lam này người ta gọi nó lam 5 tấc rưỡi. Ránh 12 mm, tức là cái ránh của cái lam này này. Ránh đuôi lam này 12 ly. Rồi gắn vào những cái máy tin lớn 041, 031, ví dụ như vậy, 024, 026, 028, 381, 382, 361. Đó là những cái lam lớn như này ha. L1 giá 600.000. Rồi L2 thì lam thì mọi người đấy, mọi người thấy nó rất đẹp này. Không phải suy nghĩ ha, đó là tinh đồ mọi chuột chỉ luôn này. Không có lỗi lầm gì luôn. Lam này của thằng Thụy Điển này. Lam này gắn những cái máy hút vào đa 262, nói chung là rãnh của đó là 8 ly. Thì mọi người có thể xẻ ra 9 ly được, có thể là gắn được à. Gắn 365 thì không được, nhưng mà gắn 353 thì chắc chắn là được cho mọi người. 353, gắn máy 353 này. Hay là những cái hu 262, 162 đi tinh là gắn luôn, ok hết. L2, 700.000, 58 cm, tức là lam 6 tức đấy. 6 tức thì nó chỉ có 58 cm thôi. Và 8 mm là cái lãnh ở cái đuôi lam ha. Đó, lam thì không phải suy nghĩ. Lam 6 tức thì cho các bác nào, gắn 353. Rồi, tiếp theo con lam này gắn vào máy Nhật bãi này. Đuôi 8 mm này, 47 cm. Đó, lam này là lam tản nhiệt ở giữa này. Lam này rất đắt, lam này của Shinoway ạ. Lam rất đắt tiền nhá. Lâu lâu mới có con. Đó là tinh thì không phải suy nghĩ, rất là đẹp này. Đó, rất là đẹp ha. Giá 550k, L3 ha. Ở thì cái đuôi Nhật như thế thì nói chung nó gắn đủ các loại. Nó chỉ có hai cái lam đầu là nó khác biệt thôi. Còn ở đây là toàn đuôi Nhật. Đuôi Nhật thì tức là mọi người gắn những máy Nhật nhỏ nhỏ là gắn thoải mái thật ca ha. Cứ rãnh 8 ly, đồng đồ già lừa. Đây lam này, đầu là tinh rất đẹp này. 42 cm, 500.000 L4. Cũng vậy thôi, lam này gắn máy Nhật. Đầu là tinh này. Đầu đấy nó hơi nhọn ha. Con kia đầu bầu, đầu nhọn. Đó. Rồi L5 thì nó khác biệt ở chỗ là cái đầu Latin này. Đầu nó không phải Latin mà đầu bánh xe. Có 300.000 thôi. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ này là cái này có tăng xích ở thanh lam. Thì những dành những Echo Green đời mới thì tinh nó phải dùng những cái lam như này. Tại vì nó có cái tăng xích ở đây. Lam của hãng Oregon sản xuất ha. L5 300.000, 42 cm và 8 mm. Rồi, con này cũng vậy thôi. Nhưng mà con này nó ngắn hơn và gắn những cái tay cụt như Makita chẳng hạn. Nó có 36 cm thôi. Giá 400.000 là L6 ha. Mạnh 8 mm luôn. Đó, là tính quá đẹp. Rồi, cái cuối cùng trong lô này là L7. 42 cm, 450k. 8 mm ha. Rồi. Rất là đẹp nha mọi người. Ok. Rồi, đó là lô lam. Tiếp theo em sẽ cho mọi người xem lô bách cưa ha.
máy cưa. Máy cưa thì có tất cả 2, 4, 6, 8, 10, 11 con. 11 con máy ha. Thì em sẽ quay cho mọi người con thấp nhất, đây là 1,6 triệu. Lô máy cưa thì nó là SC. Vì em quay đang buổi tối ha, nên là em không có test nổi. SC1 giá 1,6 triệu. Con máy là hàng là Topsun N2. Đó. Máy rất là đẹp nhá, tình trạng ngoại hình rất là đẹp này. Có thắng xích làm Oregon này. Xích còn khá là tốt. Con này công suất nó rơi tầm khoảng 36cc. Trái này bí tông thì tầm khoảng 40 mọi người. Úp chân lam. Máy này rất là ngon nha, rất là đẹp này, mới lắm. Giá chỉ 1,6 triệu nhá. Con này dòng tay cụt khai thác lớn. Thắng xích mọi thứ còn nguyên, bơm xăng phụ, bơm xăng đầy đủ hết. Bộ điều khiển e gió nằm ở đây. Máy nổ ngon lành, về mới chụp một người chỉ việc xài, giá 1,6 triệu. Bên em bao ship, bắt đầu chốt thì lên mã SC1 ha. Rồi tiếp theo em giới thiệu mọi người con SC2. Hãng này hãng Echo Grand, thì nó như là hãng Echo đấy. Đây, số nó để mà giá ban này. SC280 gì đó. 28cc, máy cưa tay cụt nhưng mà con này rất là đầm nhá. SC2 giá có 1,7 triệu mọi người. Lam xích còn khá là ok rồi. Đẹp. Lam thì hơi dài lắm, dòng phần cắt được 4 tấc. Chặn cỏ lại chung đầy đủ, các tấm chân chắn đầy đủ ha. Đấy, thì chặn rất đẹp, mới. Rồi, giá 1,7 triệu. Tiếp theo em giới thiệu mọi người con SC3, giá cũng 1,7 triệu luôn, con tay dài. Con này thì ngoại hình nó không được đẹp bằng những con kia nên là, nhưng con này trợ lực, nếu mà máy này bắt nào theo trái kênh của bên em thì giá bán của nó phải trên 2 triệu nhé, tầm 2,1 triệu, 2,2 triệu. Nhưng con này ngoại hình thì cũng không được đẹp cho lắm. Làm phần ra được 35cm nên em để cho mọi người với cái giá rất ưu đãi luôn. SC3 giá 1,7 triệu thôi nhé. 1,7 triệu. Rồi, 1,7 triệu ha. Rồi, tiếp theo con này thì Tanaka Start, trợ lực con này 33cc nha mọi người ha. Tiếp theo SC4 giá 1,9 triệu, con này Tanaka luôn. Hãng của nó BMS 330-335A này, giá ban đầu hàng nhá, ở Nhật Bản hết. Đó. Nó xích tầm cắt 3 thước rưỡi nha mọi người nhá. Phụ kiện thì bên em tặng 3 món, mọi người về chỉ việc có cái rũa, mọi người rũa cho nó bén thôi, mình cưa thôi, rất là đơn giản mọi người. Đấy đẹp, SC4 1,9 triệu ha. Đây, tiếp theo em giới thiệu mọi người SC5 giá 1,9 triệu luôn. Con này tay cụt trợ lực và nó mã là 2006T ha. Bơm xăng phụ đầy đủ. Máy đẹp, cái lam này hàng cái grip xích còn có ok luôn ha. Lam ngắn nắp lên này các phần cắt được 2 tấc à. Cái tay cụt mọi người thích lam dài hơn thì báo bên em nhé. Con này sử dụng tông màu nâu nhá. Màu nâu sẫm ấy, nâu đất ấy, nâu đất. Này dành cho các nào mà không thích màu mè thì dùng con này để nó đỡ bẩn. Nó không có nổi trội đẹp nhưng nó đỡ dơ. Rồi SC5 giá 1,9 triệu. Rồi set SC6 là con này có Estin của Đức giá 1,9 triệu luôn. Mã của máy là Estin 010 Estin ha. Con này thì rất là mạnh nhá. Cưa củi trong gia đình theo bác dùng với con này thì rất là bền. Thứ nhất là phụ kiện thay thế nhiều, giá bình dân mà máy rất cực kỳ khỏe nhá. Con này rơi tầm khoảng 30 mấy cc, 39 cc, rất là mạnh nha mọi người. Đó dành cho bạn nào mà thích máy mạnh khỏe mà giá có triệu mấy thì mua con này. Đó, khởi động máy thì mọi người lưu ý bóp hết ga lên, bấm chốt vô hoặc bóp ga lên rồi đóng cái le vô giật vài cái là nổ thôi. Chúng ta tắt mở máy đây, máy thì cực kỳ dễ nổ. Hàng của Đức thì mọi người biết là cái chất lượng của nó tuyệt đối rồi. Đây mặt trước máy này đẹp lắm, giá 1,9 triệu thôi mọi người nhá. Rồi tiếp theo sang hàng thứ hai. Hàng này là SC7 giá 2 triệu nha mọi người. Con này là Makita này, ME230T này. Ồ, cái làm đẹp quá, xích bên em thay mới rồi mọi người nhé. Xích thay mới làm thay chuyển kiến xích đẹp quá. Làm chất làm này, làm như khắc làm được không mấy trăm ngàn rồi mọi người nhé. Đấy. Ở đây thì cái nút này nó bị gãy sao này. Thì nó có cái đinh giữ lại phụ cái này lại ha. Vậy. Máy này có trợ lực thắng xích đầy đủ cho mọi người nhé. Hàng này thì nguyên zin hết rồi. Bữa em về ngõ cây có bác kia chốt nhé, Sài Gòn chốt rồi. Giờ về thêm cây nữa ha. Đó, con này thì nó ngoại hình nó xấu hơn con kia một chút nhưng mà cái làm thì làm xích thì quá đẹp, bộ làm xích cho mọi người mua phải hơn 500 ấy. Tại vì xích mới này, làm thì làm điều khác luôn. Rồi giá là của nó 2 triệu nha mọi người. Rồi tiếp theo em giới thiệu mọi người con Silway E, con này 340 thôi mọi người, cưa gia đình nhá, mẫu này cưa gia đình. SC8 giá 2,4 triệu thôi, máy rất là đẹp này. Cái dòng Silway nồng nằm này cưa rất là lì nhá, đặc biệt các bác miền Tây rất là khoái cái dòng này. Làm 14 in, phần cắt được 3 thước rưỡi, xích mini chân 91, làm mới tinh luôn nhé.
làm đẹp. Ngoại hình này quá đẹp rồi mọi người, rất là mới nha, còn này rất là sáng luôn, xuất sắc. 340 giá 2,4 triệu ha. Rồi em giới thiệu tiếp mọi người con Sinoway SC9, con này thì nó cao cấp hơn con kia là ở cái chỗ là nó trợ lực ha. 1036S là nó bản trợ lực. Con này 36cc, tông 40, con kia 34cc thôi, con này thì 36 này. Con này nòng nó lớn hơn, nhưng đặc biệt con này nòng đứng. Con này sử dụng xịt chuột làm con Sinoway luôn, là 14D là một cắt được 3,5 thước. Tổng độ dài thì nếu trong cái lô lam vừa rồi là nó 42cm đó mọi người. Hai ốc chân lam mọi người này. Máy rất là đẹp này. Giá 2,7 triệu cho mọi người, làm là tinh được vào 2,7 triệu, rất là rẻ nhá. Đó, rất là sát cho mọi người xem. SC9. Rồi tiếp theo em giới thiệu mọi người SC10, giá 2,7 triệu luôn. Con này là cũng Sinoway nhưng mà nó là 2035S. Con này có làm Latin luôn này, xích chuột này. Con này thì với so con Sinoway kia thì con này nòng nó 40. Công suất thì hai con ngang nhau, 2035 để ngang nhau á. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ con này lớp turbo. Họng turbo này. Con này đời cao hơn, có nhúng bằng lò xo.